thì Tiên sẽ dẫn quý vị gọi là tới xem một cái căn nhà mới hoàn tất, nhưng mà còn thiếu một điều đó, là trong vòng 2 ngày nữa mình sẽ có một cái công ty tới trang trí nhà trước khi cái căn nhà này nó được lên thị trường bán đó. Thì đây là một trong những căn nhà mới hoàn tất trong vòng tuần này nha. Căn nhà này á, thì nó khoảng cỡ chừng 1.700 square foot, 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Và quý vị hãy cùng theo chị Tiên đi vô xem căn nhà này như thế nào nhé. Căn nhà này á, khi mình mới bước vô nó sẽ có một cái phòng nhỏ. Đây là một cái gọi là cái một cái khu vực mà ít có nhà nào có, tại vì ở đây nó chỉ có một cái phòng nhỏ, và cái phòng nhỏ này là để giống như là mình đón khách của mình mới đi vô tiên vào cái cửa chính. Rồi sau đó tới đây là mình sẽ có một cái phòng khách lớn này nhá. Thì đây là cái phòng khách lớn, và công ty em phát sẵn là cái gì với cái nhà này. Thứ nhất là mình thay hết cái dưới cái floor, tức là cái sàn nhà thay đổi màu sơn, và ngay cả những cái phần cái khung cửa này công ty cũng thay đổi như là quý vị thấy ở cho nó. Thường là khung cửa người ta là chỉ đi trơn hoặc là trơn bằng thẳng thôi, nhưng mà để cho mình có thêm một cái chiếc ghế hơi cách là chút xíu, thì cái rèm cửa ngoài đây đó, thì như quý vị thấy là nó có một chút xíu thiết kế. Cái phòng này á, thì là một cái gọi là một cái living room khác nữa cho gia đình nhé. Thì đây là một cái living room mà nó rất là thoáng, có hai cửa sổ bên trái và bên phải, và mình có thể nhìn ra nó rất là rộng. Thì mình thấy là cái living room này, cái phòng gọi là phòng khách này đó, nó khá là rộng và nó thoải mái. Đây, rồi sau đó mình qua bên đây nữa. Đây là một cái nhà này mình nói là cái không gian mà để cho mọi người sử dụng rất là thoáng, rất là rộng. Ở bên này thì cũng có một cái phòng nhỏ. Thì thường là cái phòng nhỏ này á, nếu mà mình để ý, mình có thể đổi cái phòng này thành phòng làm việc của mình, hoặc là một cái phòng khác nữa, một khách nho nhỏ, trang trí nho nhỏ. Thì nhìn ra như vậy á, là mình có khoảng 3 cái phòng gọi là phòng từ phòng khách là một cái, rồi gần sắp sửa cái phòng mà để ăn nữa, rồi sau đó là một cái phòng này là phòng của một là để làm cho cái gọi là cái phòng làm việc, hoặc là cái phòng khách nhỏ bên đó, hoặc là phòng sách. Nếu mà quý vị thích gia đình nhà là phòng sách thì mình có thể làm phòng đó là phòng sách. Còn đây là cái kitchen, tức là cái nhà bếp. Thì bên công ty hồi xưa cái nhà này á, là những cái cabinet này nó rất là cổ điển. Cái nhà này hồi xưa cũng như là người ta làm theo cái thiết kế rất là cổ điển, nhưng mà công ty đã làm lại theo cái kiểu mà contemporary, tức là cái hiện đại. Cho nên những cái countertops, tức là cái bàn này bên, hoặc là những cái gạch này á, là công ty Enfast đã lựa chọn và gia cái thiết kế như thế này cho cái nhà này. Ngay cả cái vấn đề là khi mình lựa những cái màu tông cho cái nhà thì mình phải phối hợp những cái màu nó neutral chút xíu, nó dễ vào cái người xem á, người thấy đó, họ có thể tạo những ấn tượng mà nó không quá là quá nhiều hoặc là quá rối đối với người xem đó. Cho nên ngay cả cái vấn đề lựa cái gạch cho cái floor đó, là cho ở dưới cái sàn nhà đó, thì lựa cái màu này, thì cái màu này á thì là một cái màu neutral, nó sẽ phối cái màu floor, tức là màu cái sàn, nó sẽ phối chung với cái màu của cái kitchen nè, nghe thấy không? Thì cái này là mình mới hoàn tất thôi chứ mình chưa có dọn, cho nên là vào khoảng 2 ngày nữa thì sẽ công nhân tới dọn và gọi là chỉnh sửa những cái chi tiết nhỏ nhỏ. Ví dụ sơn, chỗ nào sơn chưa hot thì phải chỉnh sửa cho nó hoàn thiện trước khi giao cái nhà này cho người đại diện bán đó. Thì dưới đây á, là ngay cả cái này đó nha, ngay cả cái cánh cửa này, hoàn toàn vào ngày 2 ngày nữa thì người ta sẽ dời tất cả những cái thứ này đi. Đây nè, nhất này, tức là nhìn vô một cái nhà mình không thể nào để sơ sót được cái gì cả, vì những cái nhỏ nhỏ như vậy khi mình cái người mà tới người ta mua đó, người ta sẽ thấy được, và từ đó nó sẽ để lại cho một cái ấn tượng, ồ cái nhà này còn thiếu sót hay là phải cần gọi là
sửa chữa một cái điều gì đó trong căn nhà thì mình không muốn như vậy. Cho nên khi mình giao một căn nhà, cái nhà đó lên thị trường bán, nó phải ở cái gọi là cái bề mặt và bề trang trí tốt nhất và đẹp nhất có thể. Còn đây là cái phòng này cũng khá là đặc biệt, là cái phòng này là phòng để sử dụng cho gọi là cho để quý vị có thể dùng cho cái laundry á, phòng máy giặt. Thì hai ngày nữa người ta cũng sẽ tới để giặt tất cả máy giặt và trang trí lại cái chỗ này luôn đó. Thì bây giờ vì tiên chỉ ở đây trong vòng khoảng một tiếng nữa, tiếng rưỡi nữa là tiên phải lên máy bay rồi, cho nên là chỉ còn một ít thời gian nữa thì tiên muốn làm xong để quý vị có thể thấy được cái công việc mà công ty em Task thực hiện. Phải nói là từ A tới Z, tức là từ A tới Z. Và đây là một cái phòng ngủ khác mà nó có hai cái closet, tức là hai cái tủ quần áo, thì là được cái căn nhà này, nếu quý vị để ý trong cái phòng ngủ này nó có ba cái cửa sổ cho nên rất là thoáng, có được cái ánh nắng tự nhiên cho một cái căn nhà. Rồi sau đó đó chúng ta sẽ thấy được cái restroom, là cái bồn tắm ở đây. Cái bồn tắm của mình thì cái ngay cả cái bồn gặp của cái bồn tắm mình cũng phải thiết kế theo cái gọi là cái gạch này, nó không phải theo cái tông của cái căn nhà, cho nên hai cái gạch mà lựa chọn cho bồn tắm này nó sẽ đi đôi với cái gạch dưới nền nhà và cái gạch ở ngoài cái phòng kitchen, phòng bếp. Và ngoài ra thì cái này nó là một cái gọi là tất cả những cái cabinet này và mọi thứ ở trong cái restroom này đó, thì công ty có những người gọi là suppliers đã làm với công ty trong suốt hơn 10 năm qua, thì họ là người cung cấp tất cả những cái đồ vật vật liệu trong cái nhà. Vâng, thì đó là cái chia sẻ nhỏ của Tin với cái căn nhà nằm ở tại đây, và là hy vọng rằng cái căn nhà này á, là lúc mà Tin mua là lúc có cái giá là khoảng 360, nhưng mà nếu mà hiện nay thì công ty sẽ bán ở cái mức giá là khoảng 600-602 đó. Thì là còn cái phần tiền sửa chữa trong đó trước khi gọi là giao bán nữa, thì cái kế hoạch mà phải nói là cho những căn nhà mua tu sửa và bán thì dĩ nhiên mình phải mua ở cái giá dưới thị trường rất nhiều để mình có các phần trăm lời từ căn giá, từ cái giá mình mua và tu sửa và sau đó bán đó. Thì đây là cái căn nhà flipping mà công ty Enfast mới xong trong vòng tuần này, và theo cái kế hoạch thì những ngày tới tiếp tục sẽ có một số căn nhà sẽ lên thị trường tiếp tục nữa. Thì quý vị nếu mà Tiên có dịp trở lại trong một thời gian ngắn thì Tiên cũng sẽ dẫn quý vị đi tham quan tất cả những căn nhà đó. Một lần nữa thì Tiên xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều, và bây giờ đã tới giờ mà thì Tiên phải đi ra sân bay và trở lại thành phố California. Hy vọng sẽ gặp quý vị vào chương trình của công ty Enfast lần tới. Nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc hay cần tư vấn thì quý vị cứ thể gọi ở số đó là 1-800-318-5218, 1-800-358-5218. Thì xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.